Hội đã ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trong đó có quy định mới về việc bằng B1 không được lái xe ô tô. Vậy bằng B1 được lái những xe gì? Luật sư Nguyễn Văn Nam, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hiện hành theo điểm B khoản 4 điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Tuy nhiên, theo luật sư Nam, vừa qua Quốc hội đã ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 88 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 và có quy định mới về việc bằng B1 không được lái xe ô tô. Theo đó, quy định mới về phân hạng giấy phép lái xe tại khoản 1 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì bằng B1 không được lái xe ô tô. Cụ thể, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, người được cấp mới bằng lái xe B1 sẽ không được điều khiển các phương tiện giao thông như trước đây, bao gồm cả ô tô, mà thay vào đó, người được cấp bằng lái xe B1 sẽ được lái các loại xe sau. Xe mô tô 3 bánh, xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh đến 125 cm³ hoặc có công suất động cơ đến 11 kW. Do đó, từ năm 2025, người lái xe ô tô phải tham gia sát hạch giấy phép lái xe từ hạng B trở lên mới được lái ô tô. Tại điểm D khoản 1 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ, giấy phép lái xe hạng B cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg. Còn tại điều 89 quy định chuyển tiếp, giấy phép lái xe được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành nếu chưa thực hiện đổi cấp lại theo quy định của luật này có hiệu lực sử dụng như sau. Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô số tự động chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải dưới 3.500 kg. Cũng theo luật sư Nam, trường hợp đổi cấp lại bằng B1 từ năm 2025 vẫn được lái xe ô tô quy định tại điểm D, E khoản 3 điều 89 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo đó, giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động. Giấy phép lái xe hạng B1, B2 được đổi cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg. Căn cứ khoản 5 điều 62 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp như sau. Người được cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện sức khỏe theo kết luận của cơ sở khám chữa bệnh đối với từng hạng giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe được cấp sai quy định. Giấy phép lái xe đã quá thời hạn tạm giữ hoặc hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng. Bên cạnh đó, tại khoản 7 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng có nêu rõ về những trường hợp giấy phép lái xe không có hiệu lực như sau. Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng. Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại khoản 5 điều 62 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, nếu thuộc một trong những trường hợp đã nêu trên thì giấy phép lái xe của công dân sẽ bị thu hồi hoặc không có hiệu lực. Theo quy định tại điểm C, D khoản 1 điều 57 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe hạng B1 cấp cho người lái xe mô tô 3 bánh và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Còn giấy phép lái xe hạng B sẽ được cấp cho người lái xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe. Xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 3.500 kg. Các loại xe ô tô quy định cho giấy phép lái xe hạng B kéo rơ móc có khối lượng toàn bộ theo thiết kế đến 750 kg.
Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, sẽ chỉ còn giấy phép lái xe hạng B thay vì hạng B1 và B2 như hiện hành. Theo đó, những giấy phép lái xe hạng B1 và B2 đã được cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 nếu chưa được thực hiện đổi cấp lại theo quy định của Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 thì có hiệu lực sử dụng như sau. Đối với hạng B1, được cấp cho người không hành nghề lái xe sẽ được tiếp tục điều khiển xe ô tô số tự động chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải dưới 3.500 kg. Đối với hạng B2, được cấp cho người hành nghề lái xe được tiếp tục điều khiển xe ô tô chở người đến 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, giấy phép lái xe hạng B1-B2 được cấp trước ngày này sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Trường hợp nếu có nhu cầu đổi cấp lại giấy phép lái xe, thì giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi cấp sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ quy định cấp đổi cấp lại và thu hồi giấy phép lái xe. Theo đó, giấy phép lái xe được cấp cho người tham dự kỳ sát hạch lái xe có kết quả đạt yêu cầu. Người có giấy phép lái xe được đổi cấp lại giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây. Giấy phép lái xe bị mất, giấy phép lái xe bị hỏng, không còn sử dụng được. Giấy phép lái xe còn thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng. Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Luật mới cũng khuyến khích đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2012 sang giấy phép lái xe theo quy định của luật này. Chưa cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ khi người đó chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ. Bộ Y tế đang đề xuất nâng thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đối với người lái xe lên 12 tháng thay vì 6 tháng như quy định hiện hành. Nội dung này đang được Bộ Y tế đề xuất trong dự thảo thông tư thay thế thông tư liên tịch số 24/2015 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô. Dự kiến thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Dự thảo thông tư đề xuất quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô. Theo đó, Bộ Y tế đang đề xuất nâng thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đối với người lái xe trên 12 tháng thay vì 6 tháng như quy định hiện hành. Quy định này dự kiến áp dụng đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, người sử dụng lao động, lái xe ô tô, các cơ sở y tế khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Như vậy, về phạm vi và đối tượng áp dụng so với thông tư liên tịch số 24/2015, dự thảo thông tư bổ sung tiêu chuẩn của người điều khiển xe máy chuyên dùng bỏ quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe do đã được quy định tại Nghị định số 96/2023. Về nguyên tắc chung, dự thảo nêu rõ, việc khám sức khỏe cho người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được thực hiện tại cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh và đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định số 96/2023 của Chính phủ, quy định chi tiết về một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh. Ngoài ra, tại khoản 2 điều 4 khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, Bộ Y tế đề xuất bỏ nội dung bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy trong mẫu giấy khám sức khỏe. Trong mẫu hiện hành, một trong hai nội dung khám cận lâm sàng được quy định là các xét nghiệm bắt buộc gồm xét nghiệm ma túy và xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Tại dự thảo, Bộ Y tế cũng đưa ra bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dụng. Mỗi hạng xe sẽ có quy định khác nhau.